Welcome back to my channel Cường Kênh Cục Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Hôm nay là tiếp tục phần 2 của tour đi Chiang Mai, Chiang Rai 4 ngày 3 đêm của mình. Ngày 3 và ngày 4 thì mình đi một số điểm nổi bật, ví dụ như là Chùa Trắng nè, rồi Đồi Chè hoặc là khu Tam Giác Vàng, và mình quay lại trung tâm Chiang Mai. Buổi sáng ngày 3 thì mình bắt đầu lúc 6:30. Buổi sáng này thì mình sẽ ăn buffet. Ở đây thì chỉ có tầm khoảng là 30 món thôi, đồ ăn cũng khá là vừa miệng. Và ở đây mình thấy ngon nhất là cái món súp, còn những cái món khác thì mình thấy là lúc nào ở khách sạn cũng như nhau thôi. Ví dụ như là xúc xích nè, hoặc gà, hoặc cháo, nhưng mà súp ở đây là cực kỳ ngon. Bây giờ là cháo phòng khách sạn ngày 3 để đi về Chiang Mai nha cả nhà. 7:15 là mình bắt đầu là mình xuất phát, mình đi điểm đầu tiên là Đồi Chè. Thì từ ngay chỗ resort của mình mà đến Đồi Chè Chu Phong là tầm khoảng 40 cây số, mình đi mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nếu nhà của mình đã từng đi Đồi Chè ở trên Bảo Lộc nè, hoặc là ở Thái Nguyên, thì mình thấy Đồi Chè Chu Phong này cũng rất là bình thường, không có gì là nổi bật hết. Mình đang đi ở Đồi Chè Chu Phong, rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan. Nhưng mà ở đây thì phong cảnh cũng khá là đẹp, có nghĩa là một màu xanh rất là ngút ngàn và không khí ở đây rất là mát mẻ. Vào đây thì mình có dịch vụ là uống trà miễn phí, hoặc là có một cái quầy bán nước, mình có thể thưởng thức một số cái loại trà đặc sản ở đây. Và sau đó là mình ra có cái view quán cà phê, quán trà rất là đẹp luôn, mình ngồi mình uống nước. Sau khi mà mình đi tham quan cũng như uống trà miễn phí một vòng, mình sẽ qua cái khu vực mình order một ly trà. Ở đây ngoài bán trà còn mình còn thấy còn có bán đồ ăn nữa. Giá ở đây thì rất là dễ chịu, tầm khoảng là 30 đến 50 ngàn đồng là có một ly trà, sẽ giống như ở Việt Nam mình thôi. Mình order là một ly trà vải, có giá là 60 bạc, tức là khoảng 42 ngàn đồng Việt Nam mình. Đây là một ly chậu lông vải, nhưng mà thật sự không có trái vải nha. Nó sẽ không giống như Việt Nam của mình. Nhưng mà mùi vải rất là thơm. Mình order một ly nước xong mình ra khu vực này mình uống nước nè. View cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào mà thích chụp hình check-in sống ảo thì khu vực này là rất là đẹp. Ở đây mình thấy là quán có trang trí một số cái chỗ, ví dụ như tông màu vàng, tông màu xanh, tông màu trắng, để mọi người có thể chụp những cái góc ảnh rất là đẹp. Sau khi tham quan khoảng 45 phút thì mình tiếp tục hành trình, mình đi đến khu vực là Tam Giác Vàng. Khu vực này được gọi là ngã ba của ba nước là Lào, Myanmar cũng như là Thái Lan. Từ Đồi Chè đến khu vực Tam Giác Vàng tầm khoảng là 35 cây số, mình đi tầm khoảng là 45 phút rồi mình sẽ tới nơi. Nếu bạn nào mà theo dõi báo chí ngày xưa mà thời báo giấy á, năm 2000 trở về trước á, thì khu vực này rất là nổi tiếng về vấn đề là buôn bán chất cấm. Tuy nhiên sau này được chính quyền các nước là dẹp loạn hết rồi, nên hiện tại bây giờ cuộc sống của người dân ở đây rất là bình thường và chủ yếu là làm và du lịch. Mình có khoảng thời gian là hơn 2 tiếng đồng hồ ở đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình đi tham quan khu Tam Giác Vàng thì bằng thuyền. Còn ở đây thì sẽ có một cái ngôi chùa, nó là Wat Athap. Thì sau khi mình đi tham quan Tam Giác Vàng xong, mình sẽ quay lại đi chùa. Trước khi mà lên thuyền thì bắt buộc là mọi người sẽ được trang bị một cái áo phao. Ở đây thì mình thấy vấn đề an toàn cho du khách đặt lên hàng đầu. Nhà mình chú ý là sẽ có một cái anh là chuyên gia chụp ảnh nè. Hồi chút xíu mình quay ngược lại khu vực này là sẽ có tấm hình của mình lỏng ở trong cái khung. Bạn nào thích thì có thể đem về, giá là 100 bạc, tức là khoảng 70 ngàn đồng thôi. Còn mình không lấy thì thôi, tại vì ở đây có công nghệ xử lý là mình không lấy tấm hình, không phải là người ta xóa, xé bỏ, mà người ta rửa lại và lấy cái giấy đó, người ta tiếp tục in một tấm hình khác. Phía sau thuyền có trang bị cái chỗ để cho mình chụp ảnh với lại check in nè. Ngay chỗ bến thuyền này mình sẽ đi về hướng tay trái. Một bên á, là mình sẽ thấy được là Thái Lan. Còn bên phải là mình sẽ thấy được là bên Lào. Còn đi thẳng lên ngay khu vực Tam Giác Vàng, mình sẽ thấy được đất nước là Myanmar, là đất nước Miến Điện. Nếu bạn nào đi Lào hoặc là Cambodia rồi, cả nhà sẽ thấy được là đất nước Trung Quốc đầu tư ở đây rất là nhiều luôn. Những cái công trình nhà cao tầng này nè là của Trung Quốc hết. Có một nhánh là sẽ chỉ ở Việt Nam mình chỉ trước. Nhánh này gọi là Xuân Tiền luôn. Một cách đây là sẽ đổ xây nhà rồi. Mình đi khoảng 15 phút là đã tới khu vực này nè. Đây là cái mỏm đất màu xanh xanh, cả nhà thấy không? Thì đây gọi là khu vực Tam Giác Vàng. Nếu mà đúng ngay cái mùa lũ luôn thì ở đây là phù sa bồi đắp lên và cây cối nó sẽ bị trôi hết, và cái mô đất này nó ra cái màu vàng vàng của phù sa nên hay gọi là Tam Giác Vàng. Và cái cảm giác mà khi mà mình đến đây á, gọi là chân thực nhất của mình là gọi là bị thất vọng. Tại vì mình đi 200-300 cây số lên để mình thấy một cái mô đất như vậy thôi thì thật sự là không có xứng đáng. Nhưng nếu theo cái tâm lý là mình đi trải nghiệm cho biết thì vẫn vui vẻ và đi tiếp tục hành trình của mình. Thank you.
Đây là mấy cái tấm ảnh mà hồi nãy cái anh kia đứng chụp hình lúc mà đoàn khách đi xuống nè. Ở khu vực này đó, ngoài mình đi tham quan khu vực Tam Giác Vàng để bằng thuyền thì mình có thể đi tham quan chùa Quán Ra Tháp ở đây. Khi mà mình đi thuyền tham quan khu vực Tam Giác Vàng á, mình lên tới đây thì tầm khoảng là 11 giờ nên trời cũng khá là nắng nóng. Thì bạn nào không có thích đi chùa, mình có thể là mình vào khu vực là 7-Eleven, là cửa hàng 711, cửa hàng tiện lợi, mình có thể uống nước hoặc là nghỉ ngơi trong đó chờ đoàn của mình tiếp tục đi di chuyển tới nhà hàng để ăn trưa. Xung quanh khu vực này á, mình thấy có nhiều quán cà phê cũng như là bán đồ lưu niệm, quần áo thời trang, mình thấy thì giống như là một cái chợ địa phương vậy. Ở đây có bán sáp 100 bạc là 70 ngàn. Bây giờ thì mình vô cửa hàng tiện lợi để mình mua bánh kẹo cho hành trình mà mình đi từ Chiang Rai ngược lại Chiang Mai tầm khoảng là hơn 200 cây số. Đây, cửa hàng này là 7-Eleven. Bán rất là nhiều đồ. Mình đi hôm nay mình ho à. Bây giờ sẽ mua cái này thử. Đây là chai dầu rất là nổi tiếng, 25 bạc. Mango là xoài. Ủa, cái này có chùm ruột luôn, 27 bạc. Cái này bánh gì đây? Cái phần ăn nóng này là có gì tiếng Việt luôn nè. Cơm thịt bằm xào lá quế, cơm thịt xào thì trứng rán. Trước khi mà mình về Chiang Mai á, mình sẽ ghé mình ăn trưa ở một cái nhà hàng ở ven đường. Thì nhà hàng này thì mình ăn thì đồ ăn nó cũng khá là nhiều, tuy nhiên là cái khẩu vị cũng như là cách nấu ăn ở đây mình đánh giá là 5 trên 10 điểm thôi. Mình thấy thì có đồ chiên, đồ xào hoặc là món canh, nhưng mà đồ ăn có nhiều món nó trùng lập với lại ngày tối thứ hai nên là mình thấy ở đây nó không có ngon. Sau khi ăn trưa xong, mình di chuyển tầm khoảng 65 cây số để mình đi đến một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Thái Lan luôn, là chùa Trắng. Những ngôi chùa ở Thái Lan thì rất là nhiều ngôi chùa linh thiêng cũng như là có tuổi đời rất là lâu. Tuy nhiên những ngôi chùa mình đi trong tour này, ví dụ là chùa Trắng, chùa Xanh thì chủ yếu là phục vụ cho khách du lịch tham quan, chứ không phải là những cái ngôi chùa mà cổ ngày xưa, mà đây mục đích là xây dựng lên để là tham quan là chính. Mình vào đây nếu mà trường hợp mình không vào chánh điện thì mình không có cần mua vé, mình có thể tham quan khuôn viên cũng như là một số cái tiểu cảnh ở trong này. Còn nếu mà vào chính điện là bắt buộc mình phải mua vé. Và lưu ý là ở trong chính điện là mình cũng sẽ không có được quay phim hoặc là chụp ảnh trong này. Chùa được xây dựng năm 1997 bởi kiến trúc sư người Thái rất là nổi tiếng là Cô Sít Bi Bát. Khi mà mình nói tới chùa Trắng, tức là ở trong đây tất cả là màu trắng hết. Thứ nhất là sơn màu trắng, thứ hai là sử dụng cái phần gương tráng bạc cũng là màu trắng luôn, ánh lên giữa trời nắng thì nhìn rất là đẹp. Mình tham quan chánh điện xong thì mình sẽ có thời gian tự do ở đây hơn 30 phút để mình đi tham quan một vòng. Ở đây mình thấy có một dịch vụ rất là hay luôn là cầu bình an trên cái lá bồ đề. Lá bồ đề thì được làm bằng inox. Cái này 30 bạc, khoảng 21 ngàn. Giờ mình sẽ viết cái cầu bình an lên nha, tên với lại cầu bình an lên đây. Chữ thì hơi xấu nhưng mà thôi, cái tâm của mình là chính. Mong là ở trên sẽ đọc được cái chữ của mình. Bây giờ mình sẽ trèo lên. Đó. Ngoài ra thì mình sẽ thấy một cái giếng. Ở đây thì mọi người hay thả cái đồng xu, đồng tiền của Thái Lan xuống để cầu bình an. Trong khuôn viên chùa Trắng này mình sẽ thấy được một cái phòng trưng bày màu vàng. Tuy nhiên ở trong này mình sẽ không có chụp ảnh quay phim gì được hết, trưng bày một số cái hiện vật cổ vật ngày xưa. Bạn nào mà thích đi xem chỉ cần ngay cái chỗ lối ra từ chính điện mình đi thẳng băng qua khu vực mà cây lá bồ đề, sau đó mình đi qua luôn, mình sẽ thấy được cái khu vực này. Để mà đánh giá điểm tham quan này thì mình nghĩ đánh giá là 8 trên 10 điểm, tại vì rất là đẹp, rất là hoành tráng. Mình sẽ còn khoảng 170 cây số nữa trước khi mà đến trung tâm của Chiang Mai. Và trên đường đi á, mình có ghé một cái trạm dừng chân. Chỗ này mình thấy bán rất là nhiều đồ ăn của địa phương. Nhưng mà thường những điểm dừng chân như vậy thì mình ít khi nào mình mua đồ ăn ở ngoài lắm. Mình thường là vô mấy cửa hàng tiện lợi mình mua mình ăn nó sẽ an toàn hơn, tại vì mình đi xe mà. Trước khi mà mình nhận phòng á, thì mình sẽ ăn tối. Đồ ăn ở đây thì mình đánh giá là 6 trên 10 điểm. Và mình thấy ngon nhất là cái phần là lẩu cù lao, nó sẽ giống như là miền Tây của mình vậy đó. Và buổi tối này thì mình sẽ cũng ăn ít thôi, tại chút xíu nữa mình sẽ đi chợ đêm. Khách sạn của mình ở có tên là Duan Tawan Hotel ở Chiang Mai. Khách sạn này nếu mà bạn nào ở Sài Gòn sẽ biết được là nó giống như khách sạn Windsor Plaza.
kiểu của người Hoa khu vực An Đông, tông màu chủ đạo là sẽ là màu đỏ. Sau khi mà nhận phòng khách sạn xong thì mình sẽ có thời gian tự do, thì ở đây buổi tối mình sẽ ra chợ đêm. Chợ đêm ở đây thì sát bên khách sạn mình luôn, đi bộ tầm khoảng là chưa tới 100m là tới rồi. Hai đêm trước thì trời không mưa, nhưng mà đêm thứ ba để mình trong chợ mình đi chợ đêm thì trời mưa. Tuy nhiên là chợ đêm này thì được che chắn hết, là mọi người cứ yên tâm. Ở đây thì sẽ không có đông vui nhộn nhịp như là ở Bangkok nên là mọi người cũng không có quá kỳ vọng. Tuy nhiên là vẫn rất là vui so với lại khu vực ở Chiang Rai. Mình thấy là có bán nước nè, bán trái cây, bán đồ ăn, bán đồ lưu niệm, rất là nhiều thứ ở đây. Và đặc biệt là sẽ có xôi xòi hoặc là cao xòi, một trong những cái món ăn rất là nổi tiếng khu vực Chiang Mai này. Đầu tiên là mình sẽ đi tham quan khu vực đồ ăn với lại đồ uống, sau đó mình sẽ thử cái món là cao xòi và thịt nướng. Sau đó mình sẽ đi một vòng khu vực này, mình coi là người ta bán cái gì, và mình sẽ đi về khách sạn kết thúc ngày 3. Cái này mình ăn một món rất là nổi tiếng ở Chiang Mai nghe, là khao xòi. Nó kiểu giống như là cà ri á. Có cái phần gà. Bún ở đây á thì cái sợi giống như là cao lầu mà nhỏ chút xíu. Với lại có cái phần mì chiên giòn. Để thử cái vị nha. Nó sẽ không có béo giống như cà ri. Để ăn thử cái này đây. Ok. Cái này một phần như vậy là 60 bạc. Đây, nguyên cái đùi gà. Sau khi mà ăn món cao giòi xong á, mình có mua một ly nước cũng như là một phần xôi xoài. Và mình sẽ đi tham quan một vòng khu vực mà bán đồ lưu niệm cũng như là quần áo thời trang. Ở đây thì mình thấy không có quá là đông đúc, do thứ nhất là trời mưa nên là du khách nó sẽ bị giảm so với những cái ngày cuối tuần bình thường khác. Buổi sáng ngày 4 cũng là ngày cuối cùng trong hành trình 4 ngày 3 đêm tại đất nước Thái Lan, tour là Chiang Mai Chiang Rai của mình bắt đầu là ăn buffet sáng tại khách sạn. Này là xúc xích. Cái món này món gì mình không biết luôn ta. Đây là các loại gia vị. Đây sẽ là món cháo nè. Hành trình ngày 4 của mình thì khá là nhẹ nhàng và mình di chuyển xung quanh khu vực nội đô của thành phố Chiang Mai thôi. Mình đi là thăm tượng đài Ba Vua nè, hoặc là thành cổ, hoặc là chùa cổ. Sau đó mình vào trung tâm thương mại để mua sắm, tặng quà trước khi mà về thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mà ăn buffet xong á, thì mình sẽ trả phòng. Và mình bắt đầu mình di chuyển tới khu vực đầu tiên là thành cổ, được xây dựng vào năm 1296 của quốc gia là Lan Na. Đặc biệt ở đây thì có rất là nhiều chim bồ câu, là mọi người có thể là mua một phần thức ăn cho bồ câu để mình có thể chụp những cái tấm ảnh rất là đẹp khi mà bồ câu bay lên. Ở đây cũng sẽ có một số người địa phương ở đây, người ta chuyên gia làm cho những bồ câu nó bay lên để cho du khách có những tấm ảnh đẹp nên cũng rất là dễ thương. Mình chỉ cần 10 đến 15 phút ở khu vực này thôi, chủ yếu là xuống để mọi người có thể chụp ảnh thôi chứ không phải là tham quan tìm hiểu di tích lịch sử gì nhiều. Tiếp theo thì mình có khoảng thời gian là 40 phút để mình tham quan một ngôi chùa cổ là Lok Moli, một ngôi chùa rất là đẹp. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 14 bởi vị vua thứ 6 của triều đại là Menrai, vị vua có tên là Kuena. Ngôi chùa đặc sắc bởi ngôi chính diện bằng gỗ với mái 3 tầng. Ở đây thì mình thấy là cái tông màu rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là chạm khắc ở đây rất là tinh xảo. Đặc biệt hơn thì nơi đây còn mang ý nghĩa tâm linh rất là sâu sắc, là nơi an vị tro cốt của một số cái thành viên của hoàng tộc triều đại là Menrai và tro cốt của 10 nhà sư Phật giáo được mời từ Miến Điện sang để thuyết pháp về Phật Pháp. Theo cá nhân mình đánh giá thì đây là ngôi chùa cổ đẹp nhất trong cái hành trình của mình đi qua đất nước Thái Lan này. Và điểm tham quan tiếp theo của mình là tượng Ba Vua xây dựng lên và thờ Ba Vua ở đây có công để đóng góp đến sự phát triển của thành phố Chiang Mai sau này. Đó là vua Menrai, vua Ramkamaen và vua Ngammon.
Vậy là mình kết thúc tất cả các điểm tham quan của hành trình 4 ngày 3 đêm tại đất nước Thái Lan. Buổi trưa thì mình sẽ ăn uống được tự do và công ty sẽ cấp cho mình là 100 bạc khoảng 70.000 đồng để mình có thể là tự do ăn uống trong này. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố Chiang Mai của Thái Lan, có tên là Central Plaza. Trong này là bán quần áo, thời trang, đồ ăn, đồ uống hoặc là những cái vật mà làm lưu niệm cho khách du lịch cũng như là người dân địa phương ở đây. Với 100 bạc á, 70.000 đồng của Việt Nam mình có thể là mua một phần đồ ăn cũng như là một ly nước trong này. Bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng trước khi mà mình quyết định mình ăn và mình uống. Mình thấy thì đồ ăn, quần áo cũng như là đồ lưu niệm trong đây giá cả rất phải chăng. Nên là bạn nào có đi cái tour này thì mình nên để dành là ngày cuối cùng của mình. Mình mua thì ra sân bay rất là tiện. Ở đây ra sân bay tầm khoảng là 5 phút là tới rồi nên rất là gần. Trung tâm thương mại này thì mình thấy bố trí cũng giống như ở Việt Nam mình thôi. Thường ở tầng dưới á, sẽ trang bị là đồ ăn. Còn tầng giữa là quần áo thời trang cũng như đồ lưu niệm. Còn tầng bên cùng là sẽ rạp chiếu phim. Trong đoàn của mình đi thì có rất là nhiều cô chú anh chị mua cái phần xôi xoài đem về làm quà cho người thân. Tại từ Chiang Mai mà mình đi về Sài Gòn của mình á, thì tầm khoảng là 2 tiếng đồng hồ bao gồm cả check-in. Và xôi xoài ở đây người ta đóng gói để cho mình mang lên được máy bay nên rất là tiện lợi. Mình đi một vòng thì cuối cùng là mình sẽ không có ăn món ăn mặn mà mình quyết định là ăn một ly chè Thái cũng như là uống một ly trà. Chè Thái ở đây mình thấy là khá là ngọt, ngọt gấp đôi so với chè Thái của mình ăn bình thường ở Việt Nam. Phần topping thì mình đánh giá là 9 trên 10 điểm nhưng mà phần độ ngọt á, chắc là không có hợp khẩu vị với mình. Mình đánh giá là 6 trên 10 thôi. Còn ly trà của mình mua với giá là 45 bạc và uống cái vị khá là ngon. Chuyến bay của mình là 14 giờ và mình ra sân bay lúc là 12 giờ để mình làm thủ tục. Tổng quan hành trình mình đánh giá như sau. Thứ nhất là tất cả các điểm du lịch mình đánh giá là 7 trên 10. Còn về đồ ăn mình đánh giá là 6 trên 10. Còn thái độ phục vụ mình đánh giá là 9 trên 10 điểm. Và mình sẽ trả lời lý do vì sao mình chọn tour này. Thứ nhất là những người đi tour này thường là mọi người đã đi tour là Bangkok Pattaya hoặc là Bangkok Phuket rồi. Tại vì giá tour đi Chiang Mai là mình gấp đôi so với lại giá tour đi Bangkok Pattaya. Thứ hai là tin là quảng cáo là những cái đồi chè ở Chiang Mai sẽ đẹp giống như là ở Bảo Lộc hoặc là ở Thái Nguyên Việt Nam. Nhưng nếu trường hợp mình đã đi Thái Lan rất là nhiều lần rồi thì đây cũng là một sự lựa chọn khá là thú vị. Video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cả nhà thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ kênh của mình để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa nhé.